Người mình thì sao á? Ủa thì mẹ bố mẹ thì đáng sợ lắm. Ủa, lần đầu tiên gặp bố mẹ sợ vậy luôn. Lần đầu tiên gặp bố mẹ là hồi xưa đi làm ở 23. Đi làm ở 23, thế là giao lưu hai studio 500 Pro với cả 23 Creative. Mà hồi đấy 23 Creative hay thậm chí là 500 Pro nó bé xíu à, các bạn phải hiểu đấy như thế. Thế là sau kiểu điện mạng nói chuyện với cả mọi người 23 hỏi hôm nay anh em đi uống rượu với ai đấy. Hôm nay mọi người đi uống rượu với cả 500. Mọi người đi uống rượu với cả 500. Thế là xong 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 mới hỏi là 500 Pro đấy là có ai? 500 Pro đấy có ông Bomen ấy, Carter. Đi mạng người chửi bệnh vãi lồn lắm. Tôi nghe tôi sợ, chưa bao giờ nhìn thấy Bomen mà. Thế là xong ok nhá, hôm nay đi uống rượu, đi mạng gặp Dũng Kazima, xong rồi thêm cả Bomen. À, ông này Bomen à? Trông gầy vãi lồn. Ra xong, một người anh gầy guộc, bịt mặt đeo kính, ra ngồi cạnh mình. Em à, em ở Mimosa không nhở? Vâng. Anh kể mày này, anh nghe mày cát, Dota 2 các thứ. Anh kể mày hồi xưa anh chơi CS:GO, anh game thủ chuyên nghiệp rồi nhá. Đấy, bắt đầu phải demo các như thế. Bomen theo mình cũng ngồi im, vâng ạ, à, dạ. Anh hồi xưa mày không biết, anh game thủ chuyên nghiệp, anh bịt mặt hủy diệt thiên hà. Một thời rồi mà bây giờ nó già rồi, em hiểu không? Thế nên là bây giờ anh chuyển là anh cắt. Đó, đấy là những cái lời mà chia sẻ đầu tiên của Bomen với tôi. Đầu tiên là phải phủ đầu bác đã. Mẹ một xoay bắn xe gò thế giới lắm. Anh bắn giải bắn diễm anh. Thế giới thế này thế nọ, chỗ này chỗ nọ nữa. Một cái là bây giờ anh già rồi, thế là thôi anh bắt đầu anh đi cắt xe gò chưa. Thế là anh nhìn thấy mày, anh cũng cảm nhận được hồi xưa mày chắc là cũng chơi hay lắm. Thế xong bây giờ mày bắt đầu mày đi cát Dota nó không? Vâng, em mời anh muốn chèn. Đúng rồi, nói nhiều thế thì mẹ trình bày. Uống xong chèn cái lại, chương trình tiếp tục. Nhìn mẹ lại, chương trình than vãn. Thế bây giờ bọn trẻ nó đều hiểu. Em hiểu không? Bọn trẻ không bao giờ nó có được cái tư duy chuyện tử như anh em mình. Ok, em Bọn lại trẻ mời anh nữa. chèn nữa vậy. Ok luôn này, thế xong bắt đầu lại chương trình này. Thì mẹ, anh em mình đàn ông già, người ta nói gừng càng già càng cay, em hiểu không? Mình chơi nó có cái quái. Có vẻ như bọn trẻ con rồi đâu, đi mà bọn nó chỉ có cái tay thôi, bọn đeo có cái đầu, nó còn gọi là ngu đấy em ạ. Anh em uống chén nữa. Ui đi mẹ cái lột gì nhỉ, Iron Man à, đi mẹ chịu. Thế là thôi, chị ngồi cứ làm chén xong lại bắt đầu mẹ mày hạ thấp người khác, nâng cao quan điểm bản thân. Ok anh, đúng vậy, anh em kiếm thủ chuyên nghiệp các thứ, uống nào, đùa, cay vậy luôn. Đúng rồi, bị tàu ngầm rồi các bạn hiểu không? Khi mà bạn đã được tàu ngầm rồi thì liên tục chia sẻ các thứ.